được theo các anh chị em, các bạn trong group. Và hiện nay mình đã có gia đình, một vợ và hai con. Nghề nghiệp chính trước đây của mình là một kỹ sư cầu đường. Và nghề nghiệp chuyên môn của mình, khả năng chuyên môn của mình là cái mảng làm hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình. Thì mình hay phải sử dụng về máy tính Word, Excel và nhiều một số cái phần mềm máy tính văn phòng cơ bản. Mình được biết đến thầy từ khoảng năm 2016 và cũng từ đó đến nay cũng theo dõi các cái video của thầy rất là lâu và rất là nhiều. Tuy nhiên là cũng, mình cũng có làm và có học làm nhưng mà chưa đến đâu cả, bởi vì là cũng thiếu cái định hướng. Mình đã làm một số cái kênh YouTube, tuy nhiên là đến nay không chưa có sự thành công, có hay nói đúng hơn là thất bại. Thì hôm nay cũng được thầy là chấp nhận cho vào group và mình cũng muốn được làm một cái video giới thiệu qua về bản thân mình để thầy và các bạn được biết rõ hơn về một thành viên trong group này. Và cũng qua video này thì cũng muốn truyền tải đến các bạn, chúng ta là hãy cùng đam mê, ta cùng đam mê thì chúng ta phải cùng quyết tâm và không nên nản như mình, mà phải vực dậy cái ý chí, vực dậy cái sức mạnh, cái tư duy của mình để làm YouTube thật sự và để đi được trên con đường tự do tài chính. Thời điểm mình quay video này thì là bây giờ là khoảng 2 giờ sáng, bởi vì thông thường là mình sau khi mà hoàn thành cả công việc của gia đình thì mình hãy phải làm việc buổi tối, thì khoảng tầm 12 giờ đêm thì mình lại vào group và lại vào cả kênh YouTube của thầy để xem, để nghiền ngẫm, và hầu như ngày nào cũng xem, mà cũng hầu như là bỏ sót rất là ít, và cũng thực sự là cảm thấy là